Mỗi năm sản xuất ra 160 triệu cây giống trồng rừng. Xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ hiện đang được xem là thủ phủ sản xuất giống cây lâm nghiệp của cả tỉnh và thậm chí cả khu vực Bắc Trung Bộ. Ở đây có đến 300 hộ sản xuất cây giống lâm nghiệp. Nói chung là ngày xưa là theo kinh nghiệm cái chị, chứ nó có nỗi cũng áp dụng vô một cái phần nào đó, chứ mà mỗi năm mỗi kinh nghiệm mỗi nỡ thôi, mỗi ít thôi. Ngoài các hộ tự phát làm nghề sản xuất cây giống, hiện Nghệ An có 25 cơ sở sản xuất giống lâm nghiệp có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước về nguồn gốc, chất lượng giống. Tuy nhiên, những cơ sở này khó cạnh tranh được với các cơ sở nhỏ lẻ về giá. Khó khăn về cạnh tranh giống lâm nghiệp là hiện nay đó là về mặt giá nhân công là một. Thứ hai nữa là cái đầu ra nhu cầu của người trồng rừng là có nhiều cái thay đổi so với những năm trước đây, do đó là có những cái khó khăn. Và vấn đề thứ ba là kế hoạch trồng rừng hiện nay là gần như bão hòa. Giống cây lâm nghiệp có vai trò rất quan trọng trong phát triển rừng, nâng cao giá trị lâm sản. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi cửa rừng đã bị đóng, nhu cầu gỗ rừng trồng tăng cao, thì việc nâng cao chất lượng rừng là rất cần thiết. Cây giống là một trong yếu tố để nó quyết định đến sản lượng của rừng trồng, bên cạnh là phân bón, bên cạnh là thời vụ, bên cạnh là khoa học kỹ thuật ở khâu khai hoang lập đất, thì giống là một trong những cái khâu mà nó quyết định đến sản lượng của rừng trồng. Hiện tại tỉnh Nghệ An đang tập trung xây dựng khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc và xã Đại Sơn, huyện Đô Lương. Với diện tích gần 620 ha, dự án này hoàn thành sẽ thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ. Và theo đó, nhu cầu về gỗ rừng trồng có chất lượng cao phục vụ cho sản xuất đồ gỗ sẽ rất lớn. Tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp cũng như các sở ngành liên quan cùng với địa phương để xây dựng cái quy hoạch chi tiết, sau đó thì làm được công tác là giải phóng mặt bằng cũng như là thu hút nhà đầu tư hạ tầng để xây dựng được khu lưng ứng dụng công nghệ cao này thì đi vào hoạt động càng sớm là càng tốt. Đồng thời là cũng có những cái giải pháp để mà về khi quy hoạch thì cũng để trồng rừng nguyên liệu. Trong tương lai gần, khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đi vào hoạt động sẽ tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của Nghệ An, để nghề trồng rừng không chỉ là sinh kế thoát nghèo mà còn là nghề làm giàu cho hàng triệu người dân.